ra cô làm cái gì đấy? Ghê nhờ. Dám hẹn nhau trai trai gái gái cơ đấy. Lần này tao sẽ cho mày biết mặt. Chị đừng có mà vu oan cho người khác. Còn kìa, mày dám chỉ tay mà tao. Mày. Tôi không ngờ cô là một loại đàn bà lắm loài. Chi à? Dạ. Vào đây em. Sao? Đi đường có mệt không? Dạ không ạ. Nhà anh chị đẹp thế. À, từ lúc anh chị mua nhà, đây là lần đầu tiên em đến có đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh xin lỗi nhá, tại vì hôm nay anh nhiều việc quá, cho nên không ra bến xe đón em được. Dạ vâng, không sao đâu, em có địa chỉ mà, nên là cũng dễ tìm thôi. Thế chị Huyền đâu hả anh? À, chị ở trong phòng ấy, để gọi chị nhá. Dạ vâng ạ. Huyền ơi, Huyền. Cô đến rồi à? Dạ vâng ạ, em chào chị. Em gái mới đến, em lịch sự một chút được không? Ôi giời ạ, toàn người nhà với nhau, em sao mà phải làm màu. Chị em hơi tuềnh toàng một chút, nhưng mà dễ gần lắm. Dạ. Ừ. Em biết mà. Mà thôi, cô ngồi đây nói chuyện với anh nhá. Chị vào tắm ngay. Dạ vâng ạ. Thôi, em cho đồ vào trong đi. Dạ vâng ạ. Ừ. Người béo nick. Em mời hai em ăn dưa ạ. Ừ. Ăn dưa đi, ăn dưa đi. Em gái mày. Ờ, sao? Xinh dích này. Định tán à? Đừng có mơ. Giới thiệu cho bạn đi. Bây giờ mà kiếm được em mà vừa xinh vừa ngoan đấy, khó lắm đấy. Ui giời. Này, cục vàng cục bạc ở nhà tao đấy. Tao phải tìm người nào mà xứng đáng tao mới gả được. Cái thằng này, tao xứng đáng quá còn gì nữa. Mày kiếm đâu thằng nào hơn tao? Mày xứng đáng cái gì? Tao quên đi. Mà lần trước rõ ràng mày khen vợ tao xinh, hôm nay lại khen anh mày tao xinh, mày đổi ý rồi à? Vợ mày xinh là của mày, mày hưởng thì tao được sơ mũi miếng à? Ừ. Với cả em gái mày vừa xinh lại vừa ngoan, lại còn hiền dịu. Vợ mày cũng xinh á, nhưng mà lười lắm. Ôi, ôi. Anh Thuận đến chơi đi à? Chết rồi, sỗi rồi. Có phải tao lỡ mồm không? Chắc là không nghe cái gì đâu, thôi mày đi về đi. Thôi tao về nhá. Đi về đi. Sáng ngày ra cô làm cái gì đấy? Em xin lỗi ạ, tại vì cái máy hút bụi này nó kêu to quá, nên là em cũng chỉ muốn dọn phòng cho anh chị một chút thôi ạ. Thế có cần sáng sớm ra đã phải dọn dẹp như thế này không? Em xin lỗi ạ, vậy thôi chị ngủ tiếp đi ạ. Một chút nữa chị dậy thì em sẽ dọn tiếp. Nhưng mà chị ơi, sao anh em mới đi công tác có mấy ngày mà phòng mình bừa bộn thế này ạ? Này nhá, phòng tôi bừa thì làm sao? Liên quan gì đến cô? Tôi có cần cô phải dọn không? Mới dọn dẹp được có mấy lần đã đứng đấy mà kêu ca kể công à? Tôi có cần cô phải dọn đâu. Em chỉ nói như vậy thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Vậy thôi chị ngủ tiếp đi, em đi ra ngoài ạ. Giờ này thì cần ngủ mới nghe cái gì nữa. Alo à? Anh ơi tối nay luôn ạ? Dạ vâng, vâng, vâng. Dạ. Thế tối nay anh đợi em dưới cổng nhà nhá. Vâng, vâng ạ. Dạ vâng ạ, em chào anh. Ghê nhờ. Dám hẹn nhau trai trai gái gái cơ đấy. Lần này tao sẽ cho mày biết mặt.
cho mày bẽ mặt luôn. Chị ơi, em ra ngoài đấy ạ. Tối nay em có hẹn với bạn, rồi qua nhà nó ngủ luôn. Em có xin phép anh Long rồi ạ. Thì cô cứ đi đi. Mà sao hôm nay váy bóc kinh thế? Bình thường tôi thấy cô chỉ quấn jean áo phông mà. Dạ tại vì tối nay là sinh nhật của nó, mà nó dặn kỹ em là phải mặc váy, chứ em cũng ngại lắm ạ. Cô nói thế thì tôi biết thế thôi. Dạ thôi, em xuống luôn đây, bạn em đang chờ dưới cửa rồi ạ. Ừ, cô đi đi. Dạ vâng. Chồng em đi làm về rồi đấy à? Có mệt lắm không anh? Em bổ sẵn dưa hấu để trong tủ lạnh để cho anh ăn rồi đấy. Ừ. Hôm nay công ty nhiều việc quá, mà là bị sai số liệu nữa, cho nên sếp vẫn đang sửa lại, bực hết cả mình. Khổ thân chồng em, đi làm vất vả khổ sở. Đấy, mà ông sếp khó tính, còn chửi anh ở giữa phòng cơ. Bao nhiêu là người nhìn ý, ngại không biết rửa mặt đi đâu được. Thôi thôi, này, anh ăn miếng dưa hấu đi, cho nó hạ hỏa. Mà anh này, em có chuyện này không biết là có nên nói với anh hay không. Chuyện gì? Thì về chuyện em gái anh. Em gái anh á? Nó có chuyện gì nhỉ? Mà anh đang bực mình thế này, không biết là em có nên nói không. Nói ra thì có chuyện chết. Ôi giời ơi, thì em cứ nói ra đi. Con xin nó ngoan ngoãn hiền lành, làm gì có chuyện gì ấm ĩ được. Thì... à... mà hôm nay cái chi có xin anh đi qua đêm? Có. Nó nói với anh từ hôm trước cơ. Nó bảo hôm nay sinh nhật bạn, rồi ngủ luôn đấy. Sinh nhật bạn thì sao không về nhà mà lại còn phải ngủ lại? Ôi trời ơi, nó lớn rồi, học đại học rồi, chứ còn bé gì nữa đâu mà mình kiểm soát nó được, hiểu không? Thỉnh thoảng ấy, cho đi chơi đi bời một tí có sao đâu mà. Chơi bời một tí của anh em nhà anh là đi qua đêm với Dài à? Em nói gì cơ? Hôm trước em có nghe thấy cái chi nói chuyện với một thằng con Dài, hẹn hò kinh lắm, mà đúng trùng với cả hôm nay nó xin đi qua đêm. Không biết là có đi sinh nhật thật không hay là... Thôi em đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Anh là anh trai của nó, anh hiểu. Anh ấy đã dọn ra ngoài ở riêng đến cả năm nay rồi. Nó bây giờ đang tuổi mới lớn, biết thế nào mà lần. Thôi em đừng có nói linh tinh nữa. Linh tinh á? Đấy anh thấy không, hôm trước đấy ông Thuận béo bạn anh ấy sang chả khen nó khen lấy khen để. Anh ấy cứ phải để đến lúc bắt được tận tay, nhìn đến tận mắt ấy thì mới sáng mắt ra. Thôi thôi thôi, anh đau đầu lắm. Anh không nghe đâu. Chị. Dạ. Ngồi xuống đấy. Em đi đâu về đấy? Thì em xin anh là qua nhà bạn ngủ mà. Mặc kiểu gì đây? Váy bóc thế này à? Thì em đi sinh nhật ạ. Anh cho em một cơ hội để nói thật. Phạm lỗi lần đầu anh sẽ tha cho. Nói thật gì à? Đúng là em đi sinh nhật mà. Em đừng cãi ngang với anh nữa. Chị, ngày trước em hiền lắm cơ mà, em ngoan lắm cơ mà, tại sao bây giờ em đổ đốn ra như thế? Em có cãi cái gì đâu, đúng là em đi sinh nhật mà, anh phải tin em. Thôi, cô cứ cãi làm cái gì. Hôm qua ấy, chính tôi đã nghe thấy cô nói chuyện với Giai, hẹn hẹn hò hò kinh lắm cơ mà. Mà trùng khớp với cả cái việc cô xin đi qua đêm.
Chị... Sao chị lại nghe lén điện thoại của em? Ơ? Thế cô có tập giật mình à? Mà cô lại sợ tôi nghe lén điện thoại? Không phải, chị hiểu lầm rồi. Người hôm qua gọi điện cho em là người yêu của bạn em. Anh ấy nhờ em mua quà sinh nhật hộ thôi mà. Này, đừng tưởng ý là được vài ba người khen xinh rồi đi đong đưa hết thằng này đến thằng khác nhá. Chị đang nói cái gì vậy? Em không có mà. Cô còn cứ cố cãi làm cái gì nhở? Tôi còn lạ gì cái loại như cô nữa. Chắc là định dùng thân xác của mình để kiếm sống đây mà. Chị nói cái gì? Chị đừng có mà vu oan cho người khác. Còn kìa, mày dám chỉ tay mà tao. Mày, tao nói cho mày biết nhá, cái loại đàn bà chuyên dựa dẫm vào đàn ông như mày không đủ tư cách để chỉ tay mà tao, biết chưa? Thôi đi, cái nhà này chưa đủ loạn hay sao nữa? Đấy anh xem, em gái em đấy đã sai lẻ lè rồi còn láo nữa. Chị, em nói thật với anh, hôm qua em đi đâu, người đàn ông gọi điện cho em là ai? Em nói thật với anh mà, người gọi điện cho em là người yêu của bạn em. Anh ấy chỉ nhờ em mua quà hộ thôi. Anh đừng có tin nó. Anh nhìn xem, đi đêm đi hôm về, thân xác kìa rũ rượi cả ra. Em không biết là chuyện này mà lộ ra ấy thì bố mẹ anh ấy chắc là đẹp mặt lắm đấy. Chị thôi đi, tôi không làm gì có lỗi với bố mẹ tôi và anh Long cả, cả bây giờ và cả sau này nữa. Anh Long, anh phải tin em. Anh rất muốn tin em, nhưng mà anh không thể nghe từ một phía được. Được, em sẽ chứng minh cho anh chị thấy. Alo, Nga. Ừ, tớ đây. Tớ đang bị anh chị tớ hiểu lầm. Cậu có thể giải thích cho anh chị tớ rằng tối hôm qua chúng ta đã đi đâu và làm gì không? Ừ, hôm qua là sinh nhật tớ, chúng ta đã đi ăn và sau đó đi xem phim. Và đến tối thì cậu đã về nhà tớ. À còn quên mất, cảm ơn cậu vì hôm qua đã cùng anh Kiên chuẩn bị quà cho tớ. Anh Kiên cũng cảm ơn cậu vì đã giúp anh ấy chuẩn bị món quà cho tớ bất ngờ. Ừ, thôi nhá. Thế bây giờ anh chị đã tin em chưa? Anh xin lỗi anh đã hiểu lầm em. Em là em gái của anh, sống với anh từ nhỏ, mà sao anh lại không tin em? Anh lại đi tin chị Huyền, sống với anh một năm cơ chứ. Thì cô nói chuyện điện thoại như thế, ai mà chẳng hiểu lầm. Còn chị nữa, trong thời gian anh trai tôi đi công tác, chị đã dẫn giai về nhà. Không những thế, chị còn đổi tiếng xấu cho tôi à? Này, cô đứng mà nói láo nhá. Ai dẫn giai về nhà à? Cô có bằng chứng không mà cô nói thế? Bằng chứng à? Đây, anh xem đi. Huyền, thế này là thế nào? Chuyện này em... Thôi anh ạ, em nghĩ là em sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Em không phiền anh chị nữa. Chị! Tại sao cô đối xử với tôi như thế? Anh ơi, em... Thực ra thì chuyện này... Tôi không ngờ cô là một loại đàn bà lắm loài! Anh ơi, em xin anh ạ! Em... Thực ra thì... Cô vào trong dọn đồ, rồi cút khỏi nhà tôi đi! Tôi không bao giờ muốn thấy bản mặt của cô nữa! Đã đặt phòng trước chưa? Anh chưa đặt phòng đâu. Em sắp xếp cho anh chị một phòng nhé. À vâng. Lâu
phòng à? Em đợi một tí, xung quanh đây làm gì cũng có phòng nào nữa đâu nhá. Xin lỗi rồi thì thôi, em làm gì cũng phải làm qua lên như thế. Anh lại còn bênh bài ăn hiếp vợ nữa. Quản lý đâu? À, có chuyện gì đấy chị? Anh ra mà giải quyết xem. Bà ấy không có mắt xịt vào chân tôi rồi này. Vậy anh chị cho em xin phép được thay mặt khách sạn xin lỗi anh chị ạ. Ừ rồi, sao phòng của anh chị cũng có rồi ạ. Em mời anh chị lên phòng. Ừ rồi, anh cảm ơn nhé. Anh thôi, đi phòng đi, anh mệt lắm rồi. Đi. Đúng là hãm quẻ. Vừa mới vào cái khách sạn này thấy bức cả mình rồi. Sao? Có cần anh chỉ cách cho trả thù không? Anh lại có cáo kiến gì đấy? Đi anh. Alo, Lễ Tân à? Cái phòng 702 tôi vừa mới lấy xong, làm sao mà sàn nhà đầy nước này? Nhanh nhá. Vào đi. Dạ thế phòng bẩn chỗ nào thì tôi lau ạ? Lại là bà đấy à? Cả cái khách sạn này có mỗi một mình bà làm phục vụ hay sao? Kia kìa, bà nhìn cái kìa. Ướt thế này khác gì là bẫy khách đâu. Dạ để tôi làm luôn ạ. Ôi giời ơi. Anh. Anh nhìn này, khăn tắm thôi này làm sao mà chịu được. Dạ để tôi giặt ngay bây giờ đấy ạ. Anh, hay là nhân cơ hội này mình bắt đền bá luôn đi. Điện thoại em đang giữ màn hình. Cô ơi. Dạ. Lọ cho cái bàn. Vâng vâng vâng. Bàn bẩn thật đấy. Cô ơi, từ từ. Sao đấy chú? Cô làm gì mà màn hình máy vợ cháu vỡ này? Hả? À, này, cô xem này. Cô vừa làm cái gì, cầm máy lên nó vỡ như này. Bà làm cái gì thế ạ? À? Tôi xin lỗi ạ. Bà có biết là cái máy này của tôi bao nhiêu tiền không? Vâng, tôi xin lỗi. Mà tôi cũng có làm vợ nó đâu ạ. Thì bà nói thế thì khác gì mà bảo tôi tự làm vỡ điện thoại của tôi à? Vâng, tôi xin lỗi ạ. Xin lỗi một câu là xong chắc. Ôi em, người ta xin lỗi rồi. Mà cô ơi, không có chuyện gì đâu. Vâng, cảm ơn cậu ạ. Không có gì đâu mà cô, thôi vâng. Bỏ đi vâng. Nhưng mà cô phải đưa tiền bọn cháu đi sửa điện thoại chứ. Em ạ, dạo này anh hơi bị ngứa nghề không? Tay chân này không được đấm đá ai ạ. Nó teo tóp và mỏi quá. Cô chú lấy bao nhiêu tiền ạ? 10 triệu. Cô lấy tiền đến cho tôi đi. Nếu không ý, tôi sẽ bảo quản lý đuổi việc cô và đòi bồi thường gấp đôi số tiền này đấy. 10 triệu thì tôi lấy ở đâu ra ạ? Bằng 3 tháng lương của tôi ở đây đấy ạ. Đấy là cháu đang có ý tốt muốn giúp cô thôi. Thế bây giờ cô có bao nhiêu tiền?
cô chỉ có 3 triệu vừa mới tạm ứng tiền lương để cô đóng học phí cho cháu thôi. Đưa đây. Vâng, đây. Thôi, vợ chồng cháu thì cũng thông cảm và thương cô. Thế cho là bọn cháu không lấy nhiều. Bọn cháu lấy từng này thôi. Mà nhà cũng sạch rồi em nhỉ? Thế thôi, nhà sạch rồi, thế thôi. Cô đi ra ngoài bọn cháu nghỉ ngơi tí ạ. À cô ơi, rẻ rẻ. Cảm ơn cô nhá. Cô ơi. Trời ơi, lấy cái rẻ lại quên cái khăn. Lấy gốc cái khăn. Rồi, cảm ơn cô lần nữa nhá. Này, không ngờ vợ chồng mình diễn với nhau ăn ý phết đấy nhở. Sao, thỏa mãn chưa? Hết tức chưa? Rồi, cảm ơn chồng yêu quý của em. Tự nhiên từ cái cường lực có mấy trăm nghìn lên được thành có 3 triệu. Đúng là anh là số 2 thì không ai là số 1 đấy. Cứ chuyện. Cô Yến ơi, cô làm sao đây ạ? Bì ơi, cô khổ quá. Ôi, có chuyện gì cô bình tĩnh kể cho cháu nghe nào. Cô vừa mới lĩnh lương 3 triệu xong, cô định về cô đóng tiền học tận ngoài nhà cô. Thế mà lúc nãy cô dọn phòng ở trên phòng 702. Họ bảo cô là làm vỡ điện thoại của họ mà cô có làm vỡ đâu cháu. Thật đấy ạ? Có chuyện đấy sao hả cô? Thế nhưng mà mình lại không có bằng chứng nào chứng minh là cô không làm rơi cái điện thoại đấy ạ. Thôi, của đi thay người cháu ạ. Cô đi làm đây. Dạ vâng ạ, cháu cho cô. Minh Dâu, ra đây chị nhờ tí việc nào. Có chuyện gì đấy chị? Có phải sáng nay ấy, có đôi vợ chồng trẻ mà đến đây thuê phòng 702 không? Đúng rồi chị ạ, chúng nó vào từ sáng. Nói chung là thái độ khó ưa lắm. Nhất là cái con vợ ấy, đi vào ngao ngẹo. Chồng em mệt lắm. Đấy, nói cái sờn hết cả da gà. Thế được rồi. Thế thì mày càng phải đề phòng họ nhá. Nhưng mà chú ý ấy, quan tâm đặc biệt vào đấy. Biết. Hiểu ý chị đúng không? Đi đi. Anh yêu, anh không ngủ nữa à? Ôi, ngủ đấy thôi. Mai em chuẩn bị quần áo đi, mình còn đi. Này, hay là vợ chồng mình làm một vố nữa rồi hãng đi. Em lại có kế hoạch gì ạ? Thì vẫn là kế hoạch cũ, nhưng mà mình chỉ thay đổi một tí trang phục và đạo cụ thôi. Ok. Ok thôi. Anh gọi đi. Alo, cho mấy chai nước lên phòng 702 em nhá. Em mang nước cho anh chị đây ạ. Vào đây. Cứ để bàn ấy. Dạ vâng ạ, em để bàn nhá. Như thế là cá đã cắn câu. Bây giờ việc còn lại của mình là phải diễn sau, kiếm ít tiền rồi chuồn khỏi đây.
Để em. Để chỗ sâu rồi nhá. Ừ. Ui, alo, phòng lễ tân à? Ui, em muốn báo về vụ mất cắp trên phòng 702 ạ. Anh lên đây giải quyết giúp em với nhá. Dạ vâng ạ. Diễn sâu rồi nhá. Yên tâm đi. Sao lâu thế nhở? Cái khách sạn nó nhiều tầng, không phải nó lâu, làm sao? Mãi cả. Vào đi. Vào đi, bấm mãi. Bây giờ làm thế nào bây giờ thế vậy? Anh ơi, bây giờ anh xem tình trạng của em bây giờ của em bị bất đồ rồi anh ạ. Chạy đi, tôi là Minh, giám đốc điều hành ở đây. Vâng. Anh chị mất gì? Ừ, em bị mất cái nhẫn kim cương anh ạ. Tối hôm qua trước khi đi ngủ em còn tháo ra, em vẫn còn nhìn thấy. Nhưng bây giờ không thấy đâu nữa. Anh xem thế nào tìm lại giúp em ơi. Kiểu gì cũng có người ăn trộm rồi. Anh chị đã tìm kỹ chưa? Em tìm kỹ rồi ạ, lục tung tất cả đây này. Anh xem này, chỉ thiếu mỗi cái nhẫn đây thôi. Đúng rồi ạ, báo cáo như là hôm qua bọn em, trước khi bọn em đi ngủ là bọn em đồ đạc của em để nguyên như thế này. Mà từ hôm qua đến giờ là chỉ có một mình cô ta vào phòng của bọn em thôi ạ. Đấy. Vâng, chắc chắn là cô ta lấy ạ. Cái gì cơ? Hai người đừng có một vụ oan cho tôi nhá. Rồi oan nước cái gì nữa, cái nhẫn cả trăm triệu của tôi. Chồng ơi, mất nhẫn rồi. Anh chị đừng tìm kỹ lại xem. Tìm kỹ rồi, không thấy thì mới báo anh chứ. Chắc chắn là con danh này nó lấy rồi. Con kia, mày giấu đâu mày giả tao đây. Ôi, cả trăm triệu của em. Thôi, không việc gì phải diễn nữa đâu. Diễn cái gì mà diễn? Bớt diễn lại đi. Chúng mày phải biết đây là đâu chứ. Là chỗ nào để mà đùa chứ. Có muốn nghe lại không? Nghe họ ta xem đây là cái gì. Như thế là cá lại cắn câu. Bây giờ việc còn lại của mình là phải diễn xong, kiếm ít tiền rồi chuồn khỏi đây. Sao? Thế còn muốn đòi nhẫn kim cương không? Dạ rồi. Nhưng mà chúng mày dám cài máy nghe lén à? Khách sạn nhà tao là khách sạn lịch sự. Đáng nhẽ là không bao giờ bọn tao làm thế. Nhưng bởi vì chúng mày thích chơi. Chúng mày có biết là chúng mày đùa nhầm chỗ rồi không? Nếu mà như thế thì bọn tao chơi với chúng mày tới bến. Đứng lại. Ngồi xuống. Chúng mày định bỏ chạy à? Dạ không ạ. Chị ơi, chị tha cho bọn em ạ. Đây là bọn em lần đầu. Có thật là lần đầu không? Dạ, lần đầu. Ôi, không nói nhiều chúng mày nữa. Em, lấy dây ở đây để trói chúng nó. Mang nộp công an. Khoan. Chị cho chúng nó một cơ hội. Nhưng mà chúng mày phải khai thật. Dạ. Hôm qua, là ai đã gài bẫy cô La Công này? Dạ, là em ạ. Chị bỏ qua cho em. Chị ơi, bọn em sẽ trả tiền ngay ạ. Tiền đâu? Túi áo mấy. Dạ, cháu gửi. Đưa ai đây? Cô cầm giúp cháu ạ. Dạ, thế thôi ạ. Cho bọn em xin phép ạ, bọn em lui ạ. Khoan. Ngủ trương mắt ra từ hôm qua đến bây giờ. Chứ không phải trả tiền phí phòng chứ. Thế anh cho em gửi tiền phòng ạ. 50 triệu. Anh tính rẻ thôi. Cái gì ạ? 50 triệu mà sao nhiều thế hả anh? Nhiều à? Anh liệt kê đi nhá. Tiền phòng của các em là 10 triệu. Đấy. Ngoài ra cộng thêm các xe diễn xuất của chị Bi là 30 triệu. Đấy. Còn tao thì tao lấy rẻ đúng không? Bởi vì tao là diễn viên sắp nổi. 5 triệu thôi. Còn 5 triệu còn lại thì là để thuê diễn viên quần chúng với cả đạo cụ. Thế chứ không chúng mày diễn cho mẹ nó xem à? Sao? Có đủ tiền trả không? Chị ơi, người bọn em chỉ còn đúng 15 triệu tí quẹt thẻ thôi ạ. Thôi được rồi, diễn xuất của tao thì coi như là ủng hộ cho chúng mày để làm lại cuộc đời. Thế nhưng mà 5 triệu thì vẫn phải trả đấy nhá. À, Linh, có phải là sàn nhà với cả nhà vệ sinh vẫn chưa có ai dọn không? Thế thôi, cho chúng nó lao động tay chân tí nhá. Linh. May cho chúng mày đấy. Là chị đi, chị đợt này chị đang ăn chay. Chứ không thì hai đứa chúng mày đi bóc lịch dài dài rồi. Mà thôi đứng lên nhỉ. Đi với anh. Đứng lại. Khẩn trương.
Chồng ơi, điện thoại này là vỡ màn hình thật chứ không phải vỡ cường lực rồi. Ê, hai đứa chúng mày còn đứng đây nói chuyện à? Con này, lau nốt ở đây. Xong đi bộ xuống tầng 1, lau nốt. Thằng kia, dạ, lên tầng 8 với tao. Dạ. Khẩn trương. Cúi thấp cái người xuống. Còn đi. Còn nhanh cái tay vào. Còn 11 nhà nữa đấy. Cái gì hả? Nhanh lên. Nhanh cái tay lên. Nhóm mình là nhóm Nàng Dâu Online. Và đây là thành viên nhóm mình. Có Us, Mr. Minh Dâu. Và đây là Miss Khánh Linh. Mình là Chỉ Đại. Còn mình, Minh Coca. Mọi người nhớ like và subscribe kênh Nàng Dâu Online để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của chúng mình nhá. Và đừng quên để lại bình luận nếu các bạn thích. Nếu các bạn thích. Chịu. Chật. Bye bye, tạm biệt mọi người. Có chuyện gì chị đây? Ơi, chị cứu em ơi. Chị ta muốn bắt cóc em. À, hay là chị giúp tôi dìu em ấy về nhà được không? Vì em ấy cũng hơi nặng. Em... Vì ta thông minh nên là mình kiếm được hai con mồi ngon lắm. Tai tơi. Chị đợi chúng mày sang cả. Là bà sẽ kiếm tới. Nhưng mà chị ta là kẻ buôn người. Chị ra thế nào bán chị em chúng mình ra biên giới. Mày giỏi mày chạy nữa đi. Chị ơi, chị tha cho em ơi. Có chuyện gì chị đây? Ơi, chị cứu em ơi. Chị ta muốn bắt cóc em. Này chị kia, tại sao chị lại định hại cô ấy à? Không phải đâu. Thật ra em gái tôi từ lúc mẹ bị bệnh nên cứ trở thành một người như mất trí nhớ ấy mà. Chị đừng tin chị ta. Không phải như chị ta nói đâu. Em gái em làm sao đấy? Hóa ra em là em gái của chị à? Không ạ. À, em mà không phải mà. Ôi này, em có làm sao không? À, không sao đâu chị ạ. Đi khám bác sĩ toàn cho thuốc rồi về nhà chị ấy mà. Thế thôi, chị đưa em đi về nhà nghỉ ngơi đi nhá. Ừ. À, hay là chị giúp tôi dìu em ấy về nhà được không? Vì em ấy cũng hơi nặng ấy. Sao chị không thuê ở chỗ gần trung tâm ấy? Chỗ này cách xa trung tâm quá. Xa trung tâm ấy thì nó mới rẻ. Chứ chị xem lương công nhân 3 cọc 3 đồng như bọn em, làm sao mà đủ tiền để mà thuê chỗ như chị được. À, Em ngon đấy. Tự nhiên được một em non tơ, bây giờ có thêm một em nữa. Cũng may là mình nhanh trí rủ em đi cùng. Quả này được kha khá tiền chứ ít à? Alo. Cứ thế mà làm nhá.
Alo. Sao? Vì ta thông minh nên là mới kiếm được hai con mồi ngon lắm. Niter này. Chỉ đợi chúng mày xong cái là bán sang biên giới liền à? Ừ. Ok. Em dậy đi. Dậy đi. Chị, sao chị cũng ở đây? Thế này thì hắn bán cả hai chị em mình rồi. Em cứ yên tâm đi. Có chị ở đây, chị ta không làm gì được đâu. Nhưng mà chị ta là kẻ buôn người. Chị ta thế nào cũng bán chị em chúng mình ra biên giới. Em từ quê lên đây, em còn mẹ già ở nhà nữa. Em nghe lời đứa bạn, ai ngờ nó lại bán em cho chị ta. Chị không ngờ hoàn cảnh của em lại đáng thương như vậy. Nhưng mà thôi, em cứ bình tĩnh lại đi. Chị sẽ tìm cách. Chị không thể để cô ta ám hại chị em mình được đâu. À, đau quá. Chị, cứu tôi với. À, sao không? Chị ơi, đi muộn. À, tỉnh rồi đấy à? Có khách đợi chúng mày rồi đấy. Chị gì ơi, chị bị đau quá này. Chị ơi, tôi xin chị đấy, tôi có thai 3 tháng rồi, chị tha cho mẹ con em đi. Tưởng là vớ được một con Niter, ai ngờ một con cáo già có thai rồi. Thế nay thì bán đi được mấy đồng, lừa mày đúng là phí sức. Em xin chị đấy, chị thả em ra đi mà. Thả mày ra? Thả mày ra để mày chạy về báo công an cho tao ngồi tù à? Tao không phải con bò đâu. Em không báo công an đâu ạ. Em xin chị đấy. Không bao giờ có chuyện đấy, hiểu chưa? Thì sẽ không bao giờ có chuyện. Mày bắt chị em tao đi được đâu. Thì ra là từ nãy giờ mày câu giờ để cởi trói bật lại tao à? Đúng đấy. Giờ mày biết thì hơi muộn rồi. Mày nên nhớ một điều. Ở đây, đi vào thì dễ, nhưng mà bước ra thì khó. Nếu mà muốn bước qua đây thì bước qua sắt rồi á. Mày chỉ bắt nạt được những đứa yếu thế thôi. Còn tao là chị đại. Mày nghĩ mày bắt được tao dễ như thế á? Cái gì? Mày là chị đại trong giang hồ? Đúng rồi đấy. Giờ mày mới biết à? Hả? À! Con kia đứa ơi! Chị, em có sao không? Chị ở đây! À, mày định chạy đi đâu hả con này? Em là chị ạ. Mà chị ơi, chị có làm sao không ạ? Sao cái đầu chú đấy? Sao bây giờ mới đến? Chị gửi định vị từ bao giờ rồi? Dạ. Cái gì? Mày dám lén gửi định vị á? Này, chị tao thì có gì không dám hả? Tao giới thiệu với mày nhá, đây là chị Bi nhá. Chị Dương Thị Bi là chị đại của cả khu phố này nhá. Chỉ cần chị ho một câu thôi là tất cả mọi người phải sợ đấy, mày biết chưa? Nó là chị đại thật á? À, con này láo này. Tao lại khẳng định lại mày một lần nữa nhá, mày không được gọi chị tao là nó, mày biết chưa hả? Hừ, tao đánh cho bây giờ. Chị Bi, em xin lỗi chị nhá, chị tha cho em. Em không biết chị là chị đại lừng danh, bây giờ em biết rồi, em không dám đắc tội với chị đâu ạ. Chị là chị đại, là dân xã hội à? Đúng, chị là chị đại, là dân xã hội. Nhưng mà em này, trong môi trường nào cũng có người này người kia. Với cả chị biết phân biệt phải trái đúng sai. Chị luôn tôn trọng và bênh vực những người phụ nữ, những kẻ yếu thế trong xã hội này em ạ. Chị nói đúng rồi đấy. Em không biết đúng không? Thôi được rồi. Nếu như mà em không biết ý, anh xin giới thiệu lại với em
đây là chị Vi, là chị đại của cả khu phố này. Ai cũng yêu thương chị ấy nhá. Đặc biệt là người già trẻ con, chị đều yêu thương quý trọng. Thế nên là ai chị ấy cũng được lòng hết. Và quan trọng hơn, chị lại rất yêu thương phụ nữ giống như anh. Một người đẹp như em như thế này ấy, thì ai mà chẳng yêu quý. Thế nên ấy, em không cần phải cảm ơn anh. Anh biết là em chuẩn bị cảm ơn anh đúng không? Không. Em cảm ơn chị Bi. Mày liệu hồn. Đúng không chị? Lẻm mép nó vừa thôi. Đã báo công an chưa? Ui, chị yên tâm. Từ lúc em chuẩn bị đồ nghề là em gọi công an rồi. Chị ơi, em xin chị đấy. Chị tha cho em, đừng giao cho cảnh sát ạ. Tha cho em? Tha cho cô em dễ dàng như thế à? À, tha cho mày. Để mày lại đi lừa con gái với người ta nữa đúng không? Cái tội của mày ấy, phải để pháp luật trừng trị mới được. Này, mày chờ một người tù mập đông đi con. Ê, sao mày không xin anh tha cho? À, anh tha cho em ạ. Ừ đúng, anh sẽ tha cho em. Nhưng mà bây giờ anh phải tha em lên công an, em hiểu chưa? Đi! Chị, em cảm ơn chị. Không có gì đâu em. Mà này, bây giờ chị sẽ đưa em ra ngoài, với cả kiếm cho em việc làm để em phụ giúp mẹ nhá. Nếu mà bao giờ em muốn về ấy, thì cứ bảo chị đưa em về tận nhà nhá. Mình đi.